Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tập hát bài Chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Nhật và tiếng Trung. Trước tiên mọi người nghe mình hát trước nhé. Ureshi na kyō wa, tanoshi na kyō wa, tanjoubi omedetou, o uta o utaimashou. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nào. Câu đầu tiên. Ureshii na kyō wa. Thật là vui hôm nay. Thực ra, đây là một câu đảo ngữ. Các bạn có thể đảo ngược lại và đọc. Kyō wa ureshii na. Hôm nay thật là vui. Ureshii có nghĩa là vui. Đằng sau thêm chữ na để thể hiện sự cảm thán. Thật là vui. Kyō có nghĩa là hôm nay. Chữ ha ở đây đọc là wa vì nó là trợ từ. Chúng ta hát lại câu này lần nữa nhé. Ureshii na kyō wa. Ureshii na kyō wa. Chúng ta học tiếp câu thứ hai nhé. Tanoshii na kyō wa. Tanoshii cũng có nghĩa là vui. Câu này cũng giống câu đầu tiên nhưng chỉ thay ureshii bằng tanoshii. Ureshi và tanoshi đều có nghĩa là vui. Vậy hai từ này khác nhau chỗ nào? Để mình đưa ra một ví dụ đơn giản là các bạn có thể hiểu à. Giả dụ mình đi trên đường lượm được tờ 500 ngàn. Vậy niềm vui lúc này sẽ là gì? Vâng, lúc này chính là ureshi. Vì lúc này đối với kết quả tôi lượm được tờ 500 ngàn là tôi rất vui. Đó thuộc về niềm vui tức thời, niềm vui trong chốc lát. Nhưng nếu hôm nay tôi hẹn được người mà tôi rất thích, tôi hẹn được ai đây? Ví dụ tôi hẹn được anh Lee Min Ho. Anh đã dẫn tôi đi mua sắm, đi dạo, đi xem phim và đối xử rất tốt với tôi nên tôi rất vui. Vậy niềm vui ở đây chính là Tanoshi. Vì niềm vui này là liên tục và tôi đang hưởng thụ cái quá trình vui vẻ này. Thêm một ví dụ nữa nhé. Đang đi trên đường thì gặp một anh chàng đẹp trai. Vậy lúc này niềm vui của tôi sẽ là ureshii. Vì đây là niềm vui trong chốc lát. Rồi, mình xin được Zalo của anh ta. Sau đó thì ngày nào sáng trưa chiều tối đều nhắn tin với nhau. Vậy lúc này niềm vui của mình sẽ là tanoshii. Chỉ đơn giản vậy thôi nhé các bạn. Vậy mình hát lại hai câu này lần nữa nhé. Ureshii na kyō wa. Tanoshii na kyō wa. Ureshii na kyō wa. Tanoshii na kyō wa. Câu tiếp theo. Tanjoubi omedetou. Chúc mừng sinh nhật. Tanjoubi. 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 Có nghĩa là sinh nhật. Omedetou có nghĩa là chúc mừng. Nào cùng hát câu này nhé. Tanjoubi omedetou. Tanjoubi omedetou. Câu cuối cùng. O uta o utaimashou. Uta có nghĩa là bài hát, ca hát. Chữ O ở phía trước là tính ngữ. Utaimashou là động từ, có nghĩa là cùng hát nào. Cùng hát câu này nhé. O uta o utaimashou. O uta o utaimashou. Chúng ta hát lại từ đầu đến cuối lần nữa nhé. Ureshii na kyō wa. Tanoshii na kyō wa. Tanjoubi omedetou.
O uta o utaimashou. Hát xong tiếng Nhật, tiếp theo chúng ta sẽ hát bằng tiếng Trung nhé. Ở phía bên dưới này, mình có thêm phần phiên âm tiếng Việt để các bạn dễ đọc. Chú ni sáng rì khoai la. 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 Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chú có nghĩa là chúc. Ni là bạn. Sinh nhật, sinh nhật. Khoai lợ, vui vẻ. Hoặc nói đơn giản, sinh nhật khoai lợ, sinh nhật vui vẻ cũng được. Bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.